Thưa quý vị và các bạn, không qua trường lớp chỉ với niềm đam mê, bà Phạm Thị Tuyết ở tổ dân phố 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum đã mày mò tự học với nghề đan len theo cách của một người sáng tạo nghệ thuật thực thụ. Mê những sợi len từ nhỏ, lớn lên, bà theo đuổi ước mơ làm ra nhiều sản phẩm từ len, mẫu mã đa dạng và bền như những sản phẩm được làm ra từ chất liệu khác. Để những sản phẩm đan thủ công được đa dạng và phong phú, vài năm trở lại đây, bà Tuyết đã sử dụng một vài vật liệu tưởng chừng như bỏ đi kết hợp với những mũi len biến chúng thành những sản phẩm hết sức đặc biệt, độc đáo. Thưa quý vị, đối với những lon nước sau khi mà quý vị sử dụng xong thì thông thường sẽ làm gì ạ? Một số người, đại đa phần trong số chúng ta thì sẽ bỏ nó đi hoặc là gom lại để mà bán nhôm nhựa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đối với một số người thì bằng cái sự sáng tạo của mình, họ đã biết sử dụng những cái khuy như thế này để sáng tạo lên những cái tác phẩm nghệ thuật, và cụ thể hơn là có những cái sản phẩm mang lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Và sau đây thì mời quý vị cùng tìm hiểu về những cái sản phẩm như thế này nhé. Nhìn vào chiếc túi sách này, thoáng qua, ít ai có thể nghĩ được rằng nó được tạo ra từ việc tái chế nắp khóa của các loại như bi-lon, nước ngọt đã qua sử dụng. Một túi sách được làm từ nắp của lon nước có mẫu mã, màu sắc, hình dáng, chất lượng không khác gì những túi sách thời trang được làm từ các chất liệu chuyên dụng như ni lông, vải dệt kim, vải không dệt hay simili. Tái chế khóa nắp lon bia, lon nước ngọt đã qua sử dụng để tạo ra những chiếc túi sách hay ví tiền là cách mà bà Phạm Thị Tuyết ở tổ dân phố 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum đã làm suốt gần 8 năm qua, với mong muốn tái sử dụng những rác thải đã bị bỏ đi thành những sản phẩm có giá trị. Bà cho rằng rác thải, phế thải cũng có giá trị nếu biết tận dụng. Kể lại những ngày tháng bắt đầu thực hiện việc móc len kết hợp với nắp lon thành túi sách, bà Tuyết cho biết, sau khi có ý tưởng sử dụng nắp lon bia, lon nước ngọt để tái chế thành sản phẩm hữu ích, tháng 6 năm 2016, bà đã tự tay làm cho mình một chiếc túi từ nắp lon đầu tiên phục vụ bản thân mỗi lần đi chơi hay dự tiệc cùng bạn bè. Sau khoảng 5 ngày cần mẫn thực hiện, chiếc túi hoàn thành, được nhiều người đánh giá cao. Từ đó, túi đeo được làm bằng nắp lon của bà Tuyết được nhiều người biết đến và đặt mua với số lượng lớn để làm quà gửi đi các tỉnh thành khác. Những túi sách được làm từ nắp lon nước, ngoài giá trị sử dụng thường ngày, sản phẩm của bà Tuyết còn trở thành đồ lưu niệm. Trung bình, mỗi túi đeo giỏ sách có giá dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng một chiếc. Nhờ công việc làm thêm này, bà Tuyết có nguồn thu nhập ổn định. Vâng, thưa quý vị, từ nắp lon, dây nhiều màu hay còn gọi là dây dù và kỹ thuật đan móc cơ bản, những chiếc túi xinh xắn nhiều màu sắc đã được tạo ra. Vậy để tạo ra được những sản phẩm vô cùng độc đáo này phải trải qua các công đoạn ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum gặp gỡ bà Phạm Thị Tuyết ở tổ dân phố 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. Thưa bà, thì bà có thể cho biết là trong những cái ngày đầu mà mình làm những cái túi sách bằng từ những cái khuy của nắp lon bia như thế này, thì cái ý tưởng từ đâu mà mình lại có cái ý định là mình làm những cái sản phẩm từ những cái khuy của lon bia? Lúc mà đi chơi, có một dịp đi du lịch đó, gặp được cái cô đó, cổ sách trên tay, thì mình mới hỏi cô, nói là cổ mua ở tận Thái Lan á. Thế là mình nhìn thật là kỹ, xong mình về làm. Ở nhà sẵn cũng đang bán nước rồi bán bia rồi đó, thì mình cứ tích góp dần dần lại, chắc cũng phải là mấy tháng sau mới có được một chút đó để mình làm được một cái thành phẩm nhỏ thôi, nhưng mà cũng không có được như cái túi sách của cái cô đó. Mình nghĩ ra nếu mình không làm được như vậy thì tự mình ý nghĩ ra cái nào đó mình làm được, rồi mình mở trên YouTube ra, xong rồi mình cũng coi thêm ở trên đó, thỉnh thoảng cũng có cái mấy cái trang của nước ngoài họ chỉ á. Thế là mình
tập theo đó, mình làm theo nhiều hơn. Vậy thì để làm một cái sản phẩm như thế này thì cái nguyên vật liệu mình chuẩn bị là gồm những cái loại nào ạ? Đầu tiên á, là mình phải nhặt cái nắp lon bi đó. Cái nắp đó là phải có hai lỗ cùng màu, rồi là nó sạch sẽ, đừng có để bị dính ố vàng rồi đó, là nó không đẹp. Đó mình mới chà rửa sạch sẽ, ngâm xà bông chà rửa sạch sẽ xong rồi đem phơi cho khô. Khô rồi mình mới lấy búa mình dằn lại cho nó bằng phẳng để đưa sợi chỉ vô cho nó êm, cho nó khỏi bị đứt. Từ cái việc mà mình kiếm được lại những cái nguyên vật liệu như vậy rồi thì cái quy trình mà mình thực hiện các cái bước ra sao để tạo nên được những cái sản phẩm từ cái nắp của lon bia như thế này? Cũng không biết là cái khâu nào quan trọng nhất. Nói chung nó phải liên kết với nhau tất cả. Nào là mình phải chọn, mình mua trên thị trường cái sợi chỉ này cho nó bền, để mà nó gắn vô đó người ta xài được lâu, mình dùng được nó lâu hơn. Rồi là cũng dùng cho cái sợi chỉ này mà nó dơ có thể là mình giặt được. Rồi là cái móc khuyên đó là nó cũng phải là bền, đừng bị nứt, đừng bị gãy. Quan trọng nhất nữa là cái ý của mình, ý tưởng của mình vô trong đó để cho nó đẹp, cho nó bền thế thôi, chứ mình cũng chưa biết cái nào quan trọng. Mình thấy nó cũng liên kết với nhau cả. Khi mà mình chọn những cái nắp của lon bia để mình tạo thành những cái sản phẩm như thế này thì trong cái quá trình mà mình chọn nắp ấy, thì phải là những cái loại nào mình mới dùng được, hay là tất cả các cái loại nắp của lon bia thì đều dùng được ạ? Không, cái nắp mà thời trước kia thì được, mà cái thời gian sau này nó ra mấy cái loại bia chỉ có là nguyên một cái khuyên mình mở ra nó có một cái lỗ à, mình không thể nào nối với nhau được, thì là mình không lấy cái nắp đó, mình chỉ lấy cái nắp mà nó có hai cái đầu, hai lỗ với nhau mình mới kết nối lại với nhau được. Có một số loại là cái nắp lon bia một đầu thì nó tròn, một đầu nó vuông, mình không gắn vô được. Mình gắn vô là nó sẽ thô cái màu cái đầu vuông nó ra, cho nên mình phải bỏ ra, mình không có dùng cái đó, cái đầu vuông nó được. Nhưng mà ít hãng đó lắm, thì có đa số là nước ngọt với bia là nó cũng giống nhau, nên mình cũng phải chọn đúng kiểu của nó, đúng một mẫu mình mới làm vô. Được biết là những cái nắp của cái lon bia thì thường nó có những cái góc cạnh rất là sắc, vậy thì mình phải làm như thế nào để trong cái quá trình mình kết tạo thành sản phẩm đấy nó không bị đứt dây hoặc chỉ ạ? Mình phải dùng cái kềm nữa, mình phải dùng cái kềm mình bấm nó vô trong, rồi đầu mình mới để xuống đá, xuống một cái vật bằng nữa, mình đập cho nó bằng. Đầu tiên mình không biết á, mình cũng sợ nó mòn rồi kia, mình phải lấy một miếng vải mình lót lên rồi mình mới dần xuống cho nó bằng. Nên sau này mình thấy để lên miếng vải thì nó cũng vậy, mà để lên miếng gỗ nó cũng vậy, cho nên là mình đập lên miếng gỗ nó bằng phẳng ra, nó dính lại với nhau, xong rồi là lúc đó mình mới mấy cái miếng gờ nó không còn nữa, nó không còn sắc nữa, mình lúc đó mình mới móc vô được. Đầu tiên mình đem sợi chỉ len về thì mình không thể móc vô đây được, đầu mình chưa biết có sợi chỉ đây á, sợi dù đây á, thì mình đi mua sợi len về không móc vô được. Móc vô là nó sẽ đứt, nó sẽ đứt, tại vì cái sợi len đó là người ta chỉ có phân kết với nhau thôi, chứ nó không có vô qua máy móc. Sau này mình mới tìm thấy được có cái sợi dù đây. Mình lúc đó cũng có lên mạng tìm, mình lên mạng logo mình tìm có sợi chỉ nào mà chắc hơn sợi len hay không á, thì nó mới đưa ra mấy cái sợi chỉ đây. Mình đi chọn là mình chọn cái sợi chỉ nhỏ vừa tròn với cái này, chứ nó không phải là cái sợi thô to, nếu mà sợi to thì vô đây kết không có đẹp. Nên mình mà chọn cái loại mà nó chỉ có 1mm thôi thì là mình cho nó vô đây được. Thông thường như vậy thì một cái sản phẩm như này thì mất bao lâu, mất bao nhiêu thời gian để mình hoàn thiện được nếu mà tính thời gian thì chắc cũng khó tính, tại vì giống như mình làm dặm thêm thôi, chủ yếu là mình bán quán và mình rảnh thời gian lúc nào thì mình làm lúc đó, mà nếu mà ngồi làm liên tục luôn á thì chắc theo mình kết có thời gian là chắc cũng khoảng cỡ 3 đến 4 ngày mới xong. Xuất phát từ ý tưởng là biến những cái rác thải này thành những cái sản phẩm có giá trị, ý đầu là cái bước đầu của mình tìm hiểu và để mình làm cái sản phẩm. Bước đầu tiên á, mà để làm cái sản phẩm này lên á, là mình không có nghĩ là mình làm tới nhiều hay là mình làm tới bán. Mình chỉ nghĩ là mình tìm ở trong nhà bán, mà mình bán hàng á, cho nên là có được cái lon nào là mình cất lại trong cái hộp lon đó. Mình chỉ làm một cái giỏ để mình đi chùa thôi, mình làm một cái để mình xách áo dài áo khoác rồi bỏ trong đó để đi chùa thôi. Sau này cái mình thấy mấy người cầm, mình cầm đi mọi người thấy, mọi người thích, mấy người kêu là làm cho chị một cái hoặc là làm cho em một cái, thế là bắt đầu từ đó mình mới tìm tòi là mình làm thêm. Còn cái chuyện mà để mà có nghĩ tới để mà
thay đổi một cái gì về bên phế thải rồi gì đó là mình chưa nghĩ đến. Mình chỉ nghĩ là đằng nào thì người ta cũng vứt đi, thì mình lượm lại, mình bỏ ra một tí công, một tí ý gì đó là mình làm lại thành sản phẩm thôi, chứ mình chưa nghĩ tới cái rác thải rồi gì hết. Nghĩ là vậy. Thật sự là nó như vậy thôi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi.